Chợ Bình Tây, quận 5 là một trong những chợ bán sỉ lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Các cửa hàng kinh doanh bánh mứt kẹo ở đây đa phần là nơi cung cấp hàng cho tiểu thương các chợ trong thành phố và vùng lân cận. Dù đang vào mùa cao điểm kinh doanh bánh trung thu, nhưng anh Trương Thiếu Hòa, chủ sạp hàng Nguyên Hồng lại rục rịch dọn hàng từ khoảng 4 giờ chiều. Anh cho biết, mỗi năm vào thời điểm sắp đến trung thu, cửa hàng của anh bán khá tốt, phải mở đến tầm 7 đến 8 giờ tối mới phục vụ hết nhu cầu của khách. Song năm nay, chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng 8, người tiêu dùng vẫn khá thờ ơ với bánh trung thu. Tình hình năm nay chắc có lẽ chậm nhiều á. Có khả năng là giảm 60% năm ngoái. Mấy nay cũng không đoán được, chứ mỗi khi thì giờ này mỗi ngày chắc cũng bán được 5-7 thùng gì đó. Mấy nay bán được có 1-2 thùng. Bán ế quá mới dọn sớm. Tương tự, sạp hàng Thanh Lan của bà Nguyễn Thị Thanh cũng rất ế ẩm. Bà cho biết vào thời điểm này mỗi năm, bánh trung thu bày la liệt khắp gian hàng. Năm nay, bà chỉ dành một khoản nhỏ để bày bán bánh trung thu, đa phần là các loại bánh sản xuất thủ công truyền thống. Theo bà, loại này có giá mềm hơn các loại bánh có thương hiệu, người dân lại cũng khá chuộng nên bà lấy về bán. Các loại bánh kinh đô năm nay giá quá cao, khó bán nên bà không lấy hàng. Năm nay kể như thua rồi, nói chung là không bằng phân nửa năm ngoái. Một ngày ấy hả, chỉ có hồi sáng hôm nay là bán được mấy hộp thôi. Chứ còn ngày thường bán cũng không được con ơi, người ta đi người ta chỉ coi giá cả thôi, cao quá họ cũng không có lấy được rồi. Bà Thanh cho biết, trước thông tin có nhiều mặt hàng bánh trung thu sử dụng các nguyên liệu không đảm bảo, bà yêu cầu các cơ sở sản xuất bánh khi cung cấp hàng cho bà phải xuất trình giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Các giấy chứng nhận mà bà xuất trình cho phóng viên đều mới được ký từ tháng 7, tháng 8 năm 2013. Tuy có đầy đủ giấy tờ chứng nhận, nhưng người tiêu dùng vẫn rất thờ ơ. Trong khi đó, các quầy bán hàng lưu động của các nhãn hàng lớn như BBK, Đồng Khánh đã bắt đầu trưng biển xả hàng mua một tặng một, song có vẻ vẫn không cải thiện được tình trạng vắng vẻ.